Không khó để bắt gặp những lời quảng cáo có cánh về tác dụng của một loại thực phẩm chức năng nào đó trên các trang thương mại điện tử hay mạng xã hội. Không cần có đơn của bác sĩ, vẫn mua được đủ các loại thực phẩm chức năng từ bổ sung vitamin, canxi, sắt, kẽm, miễn dịch. Như bậc phụ huynh này cũng đã nhận được đủ lời tư vấn mua canxi sau khi chia sẻ lên mạng xã hội về tình trạng con bị đau nhức cơ xương. Mọi người cứ xui rằng là mua thực phẩm chức năng có chứa canxi thì cháu sau này nó sẽ cao ấy. Thế là tôi đã xem ở trên mạng và định mua, nhưng mà sau có người thì khuyên là nên đi gặp bác sĩ. Và bác sĩ thì xem là con mình nó thiếu những cái gì thì mình mới cần thiết bổ sung. Nên hôm nay tôi nghĩ theo đúng nên tôi phải đến đây xem con nó thiếu cái gì. Theo các bác sĩ, tình trạng các bậc phụ huynh tự ý dùng đủ loại thực phẩm chức năng cho con không phải là hiếm. Thậm chí có nhiều trường hợp lạm dụng đã từ bổ quá, hóa hại. Cái gì quá thì nó cũng sẽ không tốt, nó cũng có hai mặt nó. Ví dụ như bổ sung nhiều vitamin C của gạo quá thì nó có thể ảnh hưởng đến vấn đề cái dạ dày, ảnh hưởng đến vấn đề loét khác. Hoặc là đơn cử như bổ sung, có những mẹ bổ sung canxi liên tục kéo dài trong một thời gian nhiều thì nó có ảnh hưởng đến những vấn đề, có thể những bạn gây lắng đọng, gây sỏi thận, có những bạn nó gây những vấn đề cái biến chứng khác. Và cả vấn đề vitamin cũng thế, khi bổ sung quá nhiều một vấn đề vitamin nào khác thì nó cũng sẽ vấn đề ảnh hưởng tranh chấp đến làm giảm hấp thu các vitamin khác đi, thì nó sẽ làm giảm cái đáp ứng của cơ thể cái nhu cầu. Cũng theo các bác sĩ, với những trẻ đang mắc bệnh lý như ung thư, suy dinh dưỡng nặng, không thể bổ sung dinh dưỡng đầy đủ bằng đường ăn uống hay những bệnh lý mãn tính khác thì việc sử dụng thực phẩm chức năng là phù hợp. Còn với những trẻ có sức khỏe bình thường thì việc dùng thực phẩm chức năng là không cần thiết. Việc bổ sung chất gì, như thế nào nên được chỉ định bởi bác sĩ để đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Cần có tham vấn của nhân viên y tế. Thứ nhất là mình sẽ đánh giá được trong thời điểm của con ở lứa tuổi này nó cần bổ sung đến vấn đề cái thực phẩm chức năng loại gì, và thứ hai cái liều của con dùng trong như thế nào, kéo dài trong bao lâu thì nó sẽ hữu ích hơn cho con trong trường hợp này. Tránh những trường hợp mà các mẹ cứ bổ sung, có thể tìm hiểu các nguồn thông tin trên mạng. Tuy nhiên trong thông tin trên mạng bây giờ có rất nhiều cái thông tin nó không chính thống, nó không phải là về y học mà chỉ là khuyến cáo, có thể là quảng cáo của các thực phẩm chức năng nó họ nâng quá lên, nâng tầm lên, có thể là những cái thông tin nó cũ rồi, bây giờ nó không còn hợp lý tại thời điểm này nữa. Cùng với đó, các bậc phụ huynh cũng lưu ý chỉ nên mua những loại thực phẩm chức năng rõ nguồn gốc xuất xứ, không nên mua các loại hàng hóa trôi nổi chưa được kiểm duyệt bởi các cơ quan chức năng.